Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sau những cuộc biên tượng ngày Tết, túp lá gan lấy lại cân bằng là điều cần thiết. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết có thể thanh lọc cơ thể một cách an toàn và hiệu quả bằng những loại thực phẩm tốt và quen thuộc như sau. Thông tin được đăng tải trên trang vnexpress.net. 1. Nước cam, nước chanh. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong nước cam chanh không chỉ có tác dụng chống oxy hóa mà còn có khả năng kích thích sự hoạt động của gan một cách hiệu quả nhất. Nước chanh cam giúp cân bằng lượng kiềm và độ pH trong cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, giúp gan khỏe mạnh và làn da săn chắc mịn màng. Ngoài ra, các loại trái cây họ cam quýt, bưởi, táo được tiêu thụ với số lượng nhỏ giúp gan sản xuất các enzyme giải độc, loại bỏ các chất ô nhiễm. nước cà rốt và rau lá xanh. Cà rốt là một trong những thực phẩm rất tốt cho máu. Bên cạnh đó, chất carotin trong củ cà rốt có thể loại độc tố. Khi xay hoặc ép nước cà rốt xong, nên cho thêm một vài giòn mật ong để tăng hương vị cũng như làm tăng khả năng giải độc. Các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ xanh có chứa glucosinolate giúp gan sản xuất enzyme giải độc. Nguồn thực phẩm này cũng chứa các hợp chất lưu huỳnh hỗ trợ sức khỏe cho gan ngoài ra rau lá xanh chứa nhiều chất diệp lục giúp loại bỏ độc tố khỏi máu chúng cũng có thể trung hòa kim loại nặng để bảo vệ gan 3. Dâu ngô Dâu ngô là vị thuốc được dùng trong dân gian từ lâu. Hiện nay, khoa học đã chứng minh nước dâu ngô có thể được áp dụng trong các bệnh viêm túi mật, viêm gan với hiện tượng trở ngại bài tiết mật. Uống nước dâu ngô ngoài lợi tiểu còn làm tăng sự bài tiết mật, làm giảm tỷ trọng và sắc tố mật trong máu, thanh nhiệt, giải độc, mát gan, hỗ trợ điều trị mụn nhọt, mẩn ngứa. 4. Đậu xanh. Đậu xanh, những vi chất trong hạt đậu xanh có thể lọc bỏ các chất kim loại nặng, thậm chí được coi là toa thuốc giải độc khi bị ngộ độc thuốc, ngộ độc thực phẩm. Cách chế biến hạt đậu xanh cũng rất đơn giản, có thể nấu chè hoặc xay thành bột rồi pha nước uống. 5. Nước rau má. Rau má là vị thuốc dân gian có tính mát nên nó giúp giải độc gan vô cùng hiệu quả mà an toàn cho cơ thể. Rau má được sử dụng trong việc chữa bệnh viêm gan mạng tính, da vàng sạm, lòng bàn tay nóng, đau thường xuyên vùng hạ sườn, vân vân. Chỉ cần rửa sạch và xay nhuyễn, bạn đã có thứ nước uống mát lành cho lá gan của mình. 6. Quả đu đủ nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đu đủ chín không chỉ bổ sung vitamin A, chữa chứng mất ngủ, tăng cường sức khỏe mà còn hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Vì vậy trong những ngày Tết bia rượu nhiều, đu đủ là thực phẩm bạn nên bổ sung ngay. Đu đủ sẽ giúp hỗ trợ chức năng gan, giúp gan nhanh chóng hồi phục tổn thương. Ngoài cách ăn quả tươi, bạn cũng có thể say nhuyễn làm sinh tố đu đủ uống hàng ngày. 7 cùng nghệ Nghệ giúp làm giảm cholesterol trong máu, hạn chế mỡ máu giúp gan khỏe mạnh hơn, chống các gốc tự do tấn công lá gan của bạn. Bạn có thể dùng nghệ ở dạng tươi, nấu kèm với thịt, cá hay sử dụng nghệ viên mật ong nhuận tràng lại tốt cho gan, làm đẹp da hoặc có thể uống tinh bột nghệ pha với một chút mật ong. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo để việc giải độc gan bằng thực phẩm thực sự an toàn và hiệu quả, cần lựa chọn nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo chất lượng vệ sinh. Trong quá trình thanh lọc gan, dừng uống bia rượu và tránh ăn những thực phẩm chứa nhiều chất Béo. tiếp theo là những loại thực phẩm nên bỏ ngay sau tết một là bánh trưng bị mốc thời tiết ẩm nồm nóng ngày tết khiến cho bánh trưng dễ bị mốc nhiều người chỉ loại bỏ một phần bánh bị mốc rồi tiếp tục cho vào tủ lạnh để ăn dần tuy nhiên độc tố vẫn nằm sâu bên trong và không thể nhìn thấy bằng mắt thường ăn bánh trưng bị mốc dễ bị nhiễm độc tố aflatoxin gây ung thư gan dạ dày, độc tố này không thể loại bỏ được bằng nhiệt độ và có thể tích lũy trong cơ thể. Ngoài ra, ăn bánh trưng bị mốc còn gây ngộ độc nhất là trẻ em. Rau củ quả để lâu ngày, ngày Tết mọi người có thói quen dự trữ rau củ quả trong tủ lạnh để dùng, bảo quản không đúng cách hoặc quá lâu sẽ khiến cho thực phẩm dễ bị hỏng do thối mốc và sinh ra nhiều độc tố. Đồ độ ăn dư thừa, không nên sử dụng thức ăn dư thừa nếu để trong tủ lạnh quá 3 ngày. Thức ăn hâm nhiều lần làm mất các vi lượng khoáng chất, tăng hàm lượng muối, tăng nguy cơ biến chất của đạm nên hạn chế sử dụng. Khi ăn chỉ múc ra một lượng nhỏ vừa đủ dùng, không đổ thực phẩm thừa trở lại nồi. Quý vị và các bạn thân mến, những nguy cơ khi ngủ ngáy sẽ là nội dung chính mà chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.